Thank you.
had a big fish. Oh yeah, đã cá lớn to đùng ra đùng mà nó vô 6 mét rồi mà nó lôi ra được 12 mét nữa, 13 luôn đùng mà. Hy vọng là chốt phi thôi, đừng có như nơi kia. Chốt phi được rồi. Chốt phi là thấy im rồi. Chốt phi là cái được rồi, như nơi kia rồi. Không biết có con như nơi kia không ạ. Bigmouth này như là chỉ có chốt phi thôi. Chốt phi thôi. Đùng mà đã quá. Cá nó đẹp trai gì đâu á, chết mẹ rồi chưa. Về tìm của anh em ơi. Em ơi em. Ồ, cá nó mạnh ghê vậy, đủ cá hay con quỷ vậy. Cái game này làm như cá gì bé, mình thấy nó hơi xạo xạo nha. Cá ngoài đời câu mà giật cá ê mép rồi vô làm một đốc. Cái cá trong này sao mà nó mạnh, nó kéo nó ngồi vậy đó thật. Kéo ghê đó. Hơi xào xào. Oh, oh yeah. Oh, trophy Bigmouth bước vào lô nghe. You can fish without a license. Đồ má nãy giờ quên mua license nó rồi. Nó phạt 30 ngàn thấy bị mẹ nữa. Oh yeah. Đã quá các bạn. Trophy luôn. Thả luôn 300 ngàn đây. Oh, lucky you, no penalty at the time. Yeah. Ok. Còn 10 ngàn dưới vậy, ba. Vậy vậy. 10 ngàn dưới ta. À, 10 ngàn sao. Kệ mẹ nó, 10 ngàn đi. Đã quá.
mới nhắc đầu tiên là trophy rồi nha các bạn. Quá đã. Trophy Longnose Soccer cũng hoàn thành cái Buffalo và Soccer Trophy nha. A finish, finish mission, Buffalo and Soccer Trophy. Can take trophy to Longnose Soccer. Okay. Okay. Yeah. Okay. Rồi, xin cái tấm ảnh này nha. Rồi, thank you các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video này. Nếu thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.